Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 2, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kiểu thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trong ngày khả năng có những cơn mưa bất chợt, nhưng lượng mưa không đáng kể. Đêm và sáng sớm trời lạnh, mức nhiệt ở những khu vực trên tiếp tục có xu hướng tăng, cao nhất đến 30 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ nhỉnh hơn, có nơi trên 35 độ. Do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại miền Bắc lên đến 8-10 độ C, người dân cần chú ý mang theo trang phục giữ ấm khi di chuyển vào tối và đêm. Cùng với đó, ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn vào sáng sớm khi sương mù nhẹ xuất hiện, khiến các chất bụi bẩn khó khuếch tán. Kiểu thời tiết nắng ấm 3 ngày, chuyển lạnh về đêm ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 22 tháng 2. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực giảm nhiệt, chuyển rét trở lại. Trong khi đó, ngày 20 tháng 2, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng Đông Nam Bộ khả năng còn kéo dài đến cuối tháng 2. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20 tháng 2. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông từ 35-37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái thời tiết ít mây, không mưa, trời nắng và nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.